video để giải trí, không cổ súy. Và các bạn nên nhớ đây là game, không làm theo tất cả thứ gì trong game. Mình xin cảm ơn, giờ thì mình vô video thôi. Cái gì mày đứng đó vậy bơ? Mày ơi, có vẻ như người ta bị gì rồi mày ơi. Bị gì rồi bị gì? Quý cái hồng mày đi trơn kìa. Không, ý là tao cảm giác là tao như là tao mà tao xỉu. Ui, bơ, dậy bơ. Dậy. Thằng này nó nằm sao nó nằm rồi. Được rồi, mình sẽ nghiên cứu. Đợi đi. Để chú nghiên cứu mình như này, mình để chú khác mà ta. Bây giờ nghiên cứu đại chỗ này đi. Sạch, ủa skin mình đốt đi rồi. Rồi xong, nhớ rồi. Hai con kia, mày. Rồi, tao không đuổi cho mày nhau, tao đi cứu con bờ của tàu này. Cầm hai cục gỗ này để vô não nó, để cứu nó. Ê, ông ơi bị vậy sao mình vô não nó được đây. Nhưng mà biết sao không? Nó bị vậy mình phải vô não nó, thì nó mới làm được. Đi ra, tao cứu rồi. Chích quá có một cơn. Rồi mình vô trong đây được không? Không để tao đẩy mày. Rồi, mày đẩy được rồi, con đi được rồi. Cút chó. Ê, vô đó nhanh, búp. Đi xuống rồi. Ui, ui, gì á? Sức lão hả? Ui, đầu con bơ nè. Ủa rồi, có đen đen rồi, xanh xanh này nè. Cái đỏ đỏ nó hết hả? Ok, ui, gì vậy? Skibidi hả? Ồ, Skibidi. Ui, nhìn nè. Ui, chiếc bờ rồi. Oh my god, ui. Cảm ơn mấy kia đi tố. Nhưng mà nó bị hy sinh rồi. Rồi, ui, nó còn hết cả Spiderman Titan luôn nè. Ui, ôi con bơ này nó hết nhiều hư hái nha. Cứ dùng cái đen này không hết đúng không? Ôi, con camera này mình. Ui, bên lại vậy, mình đi ra. Con này nó sợ. Con này nó ghét con Barasa này vô đầu của cameraman. Mà sao chút khiến vậy? Holy shit. Ủa khiến vậy? Nhớ. Ui. Nhớ ra cái gấp này kìa. Đó, y da, y sinh. Đây rồi, con chuột. Yeah, my friend. Gửi my friend, chơi family nhá. Một hit, kêu, biết toàn nét. Chém mạnh dữ. Cái chém đau vậy cái chuối. Đừng có lắc game ngay lúc này. Chạy đi, dắt cho quân lên mà chạy. Ủa, chạy cái phút lá. Ôi, sao chỗ này. Ôi, sao chỗ này không có chỗ đi hết rồi. Mình chấm hết còn mà. Đây rồi, con chuột. Chơi game học đầu nhớ mới hết. Nhìn thấy rồi. Có dùng
Ơ có cái cửa này, rồi sao mở? Sao ngon? Ê quét. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi cùng múa lửa với một người chơi nàng tiên xuân. Đầu đi chọn tướng quan quyền, bởi phải có áo choàng tàng hình. Ê quét. Sau đó tìm ngôi làng tiên ở gần đó. Tôi tìm về chung lắm mấy này ơi. Tôi chọn bản đồ. Đi từ bản đồ để tìm đến địa điểm trắng thăng lăng. Đánh trắng thăng lăng. Quá nó sẽ dễ hơn. Đi xe vào hôm nay có cái gì đâu. Có cái chỗ bí mật kìa. Không có rồi. Cái chỗ bờ này có không? Ê, nhưng mình vô trong đây mình phá não rồi sao mình sẽ mất sống. Gọi đi này não, này đầu quá mà. Rồi, mình biết là giờ mình biết không, từ chú ba đây không có gì nữa rồi. Sao không có cái gì được ta? Sao lại cho não cái đầu của nó chứ không rồi nó bị á thì sai cái nữa. Ê chó hồ gì nữa. Em không có trong đây. Đúng rồi, đi đi chị. Đúng rồi, em ở thân trường rồi, em không có trong đây. Đỉnh chưa, anh em thấy tôi đỉnh chưa? Đúng rồi, cái đầu nó bị tụt xuống nữa. Với tôi thôi nha, một xíu mà có thêm Monty với cả là con thỏ với vài con để chắc tôi biết tôi đỡ cái gì luôn á anh em. Rồi hay là bây giờ mình phải đi xuống dưới ta, nhưng mà đập con ba ra sao này được. Nó chết rồi. Nhưng mà sao những cái ăn trước này vẫn còn. Ơ đó, ơ đê, ơ đi chết bê. Ơ mạnh chết thiệt rồi mà ta. Dưới đường có gì không? Mà chỉ dưới cái đường mới có chứ trong đường mình có.
Ê một cái anh hồi nãy mình nếu mà mình lấy cái kia ra mình xếp xếp đồ thì mình thấy được cái chìa khóa. Ừ, có cái chìa khóa thiệt. Ừ rồi, cái chìa khóa này giống không? Ừ, sao ứng vô cái nút này không được? Sư phụ mắt nó sẽ lẽ công ty này. Cảm ơn em đã đến với tập tiếp theo của Final Fantasy. Ui, thấy cái gì á? Wow, phải 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 cái gì đó nè. Khoan chứ gì vậy? Bơ. Còn chiếc cao này sao con lấy? Cái men si của tôi nè. Ôi vậy là hắn lại nó muốn hắn lấy camera mình chưa đi vô và nó muốn mình là tại cái chiếc cao men. Được rồi, tôi sẽ giúp tụi này. Tôi sẽ giúp cho mày. Mày không cần gì đâu. Và hai thằng này đến. Tôi đập chết luôn. Xong. Rồi xong chưa? Để tôi trả cho mày bơ. Tại sao giống như thằng tự kỷ của ta. Trong khi đó mình chỉ mình trong đây. Ơ mình giống như thằng tự kỷ chứ thiệt. Ok, nếu mọi người đang hay nhận like, share, subscribe cho tôi. Giờ thì tôi sẽ tìm cách đi ra khỏi cái não con bơ. Con bơ lại có những thứ này, não ngoài Canada và nó mới skin đi. Nó mới chơi cầu, không phải như tôi, tôi làm YouTube. Nó thì không làm. Quay. Anh em. Anh em mình có chứ. Quay dính đẹp chứ. Ê sao biết đầu mình lên đây đi. Ừ nha. Cái não của bơ ngoài cạnh trong cổng thôi. Mà nếu mình như đây mình nhìn lại rồi video để giải trí không cổ suý và các bạn nên nhớ đây là game, không làm theo tất cả thứ gì trong game. Mình xin cảm ơn.